Thật là tuyệt vời khi mình được tử vi được gặp lại quý bác anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp mới nhất ngày hôm nay. Lần đầu tiên thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, mình được tử vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, làm gì cũng hanh thông thuận lợi, buôn may bán đắt là một được 10, vận may liên tục kéo tới, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Quý vị thân mến, các thầy tử vi phương Đông đã hé lộ rằng người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong tháng 5 âm lịch, nghịch thiên đạo vận, bất ngờ được lộc bề trên, vận số cực may, cực đỏ, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, sự nghiệp lên hướng, làm ăn trúng lớn, trúng số cực khủng, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, trả sạch nợ nần, đổi đời đại gia, thong dong tận hưởng phúc khí lớn đến cuối cuộc đời. Vậy cụ thể ra sao? Xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Trước hết, xin mời quý vị hãy cùng điểm qua đôi nét tổng quan về vận trình tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, cùng với đó là những nét tính cách độc đáo, khác biệt, giúp phân biệt tuổi Giáp Thìn với những con giáp khác. Theo tử vi tháng 5 âm lịch là tháng Canh Ngọ hay tháng Liệu Nguyệt, được tượng trưng bởi loài hoa liệu và hoa lan chuông, loài hoa biểu trưng cho sự cao quý. Hoa lan chuông thể hiện rằng bạn rất ngọt ngào và khá cầu toàn, tỉ mỉ. Tháng Canh Ngọ, năm Giáp Thìn, có thiên can là canh, địa chi là ngọ, cầm tinh con ngựa. Ý nghĩa tháng này là cầu nối bước sang mùa hè, khi đất trời đã bắt đầu ngập tràn những ngày nắng. Theo lý luận âm dương đầu số, thì ngọ là dương hỏa, là nguồn ánh sáng chính nghĩa. Lúc này, âm dương tranh đấu mạnh mẽ, dương khí từ trên chèn xuống, âm khí từ dưới thúc ép lên. Nó mang tới áp lực cho tất cả mọi người. Riêng với người tuổi Giáp Thìn, tháng 5 năm 2024 âm lịch hứa hẹn nhiều thành công đến ập đến. Tất nhiên, những thành quả tốt đẹp sẽ không tự động tìm tới. Bạn cần phải luôn quyết tâm và cố gắng thì mới đạt được điều mà mình mong muốn. Quan đế phù trợ, sự nghiệp của bạn sẽ có những bước phát triển rõ rệt. Con giáp này hãy luôn duy trì trạng thái hăng hái tích cực, sẵn sàng nhận các công việc khó, không ngại nhận thêm các nhiệm vụ. Như vậy thì bạn sẽ nhanh chóng ghi điểm trong mắt cấp trên. Khi đã nắm trong tay cơ hội phát triển, bạn hãy tự tin thể hiện năng lực của bản thân. Tài lộc nhìn chung cũng khá dư giả, chủ yếu là do công việc thuận lợi, nên bạn không thiếu các khoản tăng lương, thưởng nóng. Với người làm ăn, kinh doanh, có thể bạn chưa thu được quá nhiều lợi nhuận, bởi bạn vẫn đang ở giai đoạn bắt đầu xây dựng sự nghiệp hoặc danh tiếng. Tuy nhiên, những dấu hiệu phát triển tích cực sẽ giúp bạn có thêm niềm tin. Tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Giáp Thìn âm lịch thấy rằng phương diện tình cảm cũng có tin vui báo về. Con giáp này hãy luôn cởi mở trong giao tiếp, buông bỏ những nỗi buồn trong quá khứ. Như vậy thì bạn sẽ nhận thấy xung quanh mình vẫn còn rất nhiều người đáng để yêu thương. Người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, mang mệnh phú đăng hòa. Phú có nghĩa là phú quý, vinh hòa, đăng nghĩa là ngọn đèn thắp sáng, còn hòa có nghĩa là ngọn lửa, nhiệt huyết, bùng cháy mãnh liệt. Về bản chất, phú đăng hỏa có nghĩa là ngọn đèn trong đêm, có khả năng chiếu sáng những nơi mà mặt trời, mặt trăng không thể chiếu sáng đến được, mang đến niềm vui hạnh phúc cho con người. Giữa ban ngày, ánh lửa đèn không thể thi triển quang huy, bởi vậy, người mang nạp âm phú đăng hỏa hay dạ minh chi hỏa thường thích bóng tối, không thích xuất đầu lộ diện, nhưng lại rất tài hoa, lúc cần đến thật được việc. Lúc bình thường, lúc chưa đắc thế, sống âm thầm ẩn dật, khi gặp thời cơ như ánh đèn soi vào bóng tối, sức mạnh không bằng Giáp Thìn. Sức mạnh ở đây nói về khí chất tinh thần để ứng phó với hung vận. Với những người mệnh phú đăng hỏa, thường có tính cách bộc phát, dễ nổi nóng, nhưng rất có ý chí và quyết tâm trong công việc. Nhìn chung, những người thuộc mệnh phú đăng hỏa luôn hướng về sự tiến bộ, văn minh,
thích tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ. Vì thế, khi ở gần những người mệnh phú đăng hỏa, bạn sẽ học hỏi được thêm nhiều điều thú vị, có ích. Tuy nhiên, chính vì trong đầu luôn dồi dào những suy nghĩ đổi mới, cải tiến, nên đôi khi họ bị sa đà vào những viển vông phi thực tế. Cách suy nghĩ tích cực luôn hướng về những thứ tốt đẹp, vượt qua những rào cản, tăm tối. Vì vậy, người khác rất thích trò chuyện với người mệnh phú đăng hỏa. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng 5 âm lịch cho người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, vận hạn may mắn và cách hóa giải, giúp bản mệnh đón lành, tránh dữ, gặp hung hóa cát. Về phương diện sự nghiệp, con đường sự nghiệp của người tuổi Giáp Thìn đang có những bước phát triển rực rỡ trong khoảng thời gian này. Bạn có thể chinh phục được nhiều mục tiêu đã đặt ra từ trước đó, khiến nhiều người ngưỡng mộ, thậm chí xác định được hướng đi mới cho mình. Nguyệt lệnh quan đới phụ trợ, người làm công ăn lương được cấp trên giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Quá trình bắt đầu có thể bạn sẽ gặp phải khá nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dần dần bạn sẽ bắt đầu làm quen tay và hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Đây chính là cơ hội để bạn khẳng định bản thân, giành lấy cơ hội thăng chức, tăng lương. Với người làm lãnh đạo, bạn có thể đưa ra được nhiều quyết định chính xác, giúp tập thể vượt qua lối mòn và tìm ra hướng đi mới phù hợp. Bản mệnh có thể truyền được nguồn năng lượng tích cực của mình cho cấp dưới, khiến mọi người đều làm việc với tinh thần lạc quan, tích cực, hướng tới một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, dù có gặt hái thành công, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo hoặc ngủ quên trên chiến thắng. Dù tài giỏi thế nào, bạn cũng vẫn sẽ có những lúc sơ suất hoặc có những lúc chưa nhìn nhận đúng về sự việc. Theo tử vi tháng 5 năm 2024, tuổi Giáp Thìn âm lịch, hãy thường xuyên lắng nghe người khác, đừng vội đưa ra những quyết định chủ quan, kẻo đẩy bản thân vướng vào rắc rối. Về phương diện tài lộc, vận trình tài lộc của người tuổi Giáp Thìn cũng có nhiều điểm sáng đáng kể trong tháng 5 âm lịch này. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ vào sức lao động của chính mình, càng chăm chỉ bao nhiêu, đồng tiền lại càng chảy về túi bấy nhiêu. Người làm công ăn lương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nên chắc chắn có thể nhận được thêm các khoản thưởng nóng. Cấp trên muốn khuyến khích tinh thần bạn để bạn có thể tiếp tục cống hiến trong tương lai. Với người làm ăn, kinh doanh, bạn có những đánh giá chính xác về xu thế thị trường cũng như tiềm lực của bản thân, nên nhanh chóng đưa ra những quyết định đúng đắn, đem về nguồn lợi lớn cho cá nhân và cả tập thể. Đây là thời điểm rất thích hợp để bạn ký kết hợp đồng với đối tác, mở rộng quy mô làm ăn, quy mô sản xuất của mình. Dịch mã xuất hiện cho thấy, càng chăm chỉ, cần cù bao nhiêu, bạn sẽ càng thu được thành quả xứng đáng bấy nhiêu. Vì thế, dù làm công việc gì đi nữa, nếu đã muốn phấn đấu làm giàu, bạn hãy cứ xông xáo, bồn ba, đừng ngại mệt nhọc, đặc biệt là với người trẻ tuổi. Quá trình di chuyển, làm quen sẽ giúp bạn dần dần rèn luyện bản lĩnh, bổ sung kiến thức, không chỉ giúp ích cho thời điểm hiện tại, mà còn là ở cả tương lai. Về phương diện tình cảm, gia đạo, tháng năm này, người tuổi Giáp Thìn có cơ hội được đón nhận hạnh phúc, cốt là bạn có mở lòng với mọi người xung quanh hay không. Người độc thân với những thành tích xuất sắc trong công việc dễ lọt vào mắt xanh của người khác giới. Bên cạnh đó, bạn bè, người thân cũng sẵn sàng giới thiệu cho bạn những đối tượng triển vọng. Quan trọng là ở thời điểm này, bạn có muốn làm quen với ai hay không? Trên thực tế, có thể công việc bận rộn sẽ chiếm hết thời gian riêng tư của bạn. Đồng thời, bạn cũng không quá coi trọng việc yêu đương, nên bạn thường tìm cớ từ chối mọi người xung quanh. Chuyện tình cảm có khởi sắc hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của bạn vào thời điểm này. Với người đã lập gia đình, nửa kia chính là động lực để bạn cố gắng mỗi ngày. Những lời quan tâm, cổ vũ của đối phương đem lại cho bạn rất nhiều sự tự tin và quyết tâm. Nhờ có người ấy, bạn không ngại đối diện với thử thách và chinh phục mục tiêu đã đặt ra. Cuộc sống hàng ngày không tránh khỏi những giận hờn, cãi vã, song vợ chồng bạn sẽ không để chiến tranh lạnh xảy ra quá lâu. Ai cũng sẵn sàng hạ cái tôi cá nhân của mình xuống để làm lành trước với đối phương. Nhờ thế mà quan hệ đôi bên lúc nào cũng khăng khít, ngọt ngào. Về phương diện sức khỏe, xem tử vi tháng 5 năm 2024, tuổi Giáp Thìn âm lịch, thấy một tin mừng nữa là tình hình sức khỏe của người tuổi Giáp Thìn khá tốt. Bạn luôn cảm thấy hăng hái, tràn trề động lực để làm việc và cống hiến. Tuy nhiên, dù ở độ tuổi nào bạn cũng chớ nên bắt bản thân làm việc quá sức. Dù mọi việc đang đi đúng hướng, bạn cũng cần cho phép mình được nghỉ ngơi, bởi thành công cũng chẳng thể đến trong một sớm một chiều. Con giáp này có thể tích cực tham gia những hoạt động tập thể, vừa khiến cơ thể khỏe mạnh,
tinh thần sảng khoái, vừa giúp bạn mở rộng được các mối quan hệ xã giao, giúp ích cho sự nghiệp hoặc con đường tình duyên. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 5 âm lịch, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964? 1. Tử vi 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch. Trong tuần này, người tuổi Giáp Thìn gặp nhiều may mắn, vận trình cũng tươi sáng hơn nhiều, tài lộc khởi sắc, cả chính tài và thiên tài cùng phụ trợ. Hai cát thần này đảm bảo cho tuổi này có nhiều khoản thu từ nguồn thu chính đến nguồn thu phụ đều khá dồi dào, thoải mái chi tiêu. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải biết tiết chế ham muốn mua sắm, chớ vung tay quá chán. Dù tài vận đang vượng, nhưng vẫn có điểm phá tài nhỏ do tiểu hao hung tinh chiếu mệnh, tiền bạc có phần thất thoát, hư hao. Ra ngoài đường nên cẩn thận, chú ý đồ đạc, tránh hớ hênh quá mức, sẽ làm mồi cho kẻ xấu. Đường tình duyên có phần tốt dần lên, đào hoa khoe sắc, người độc thân nên tận dụng cơ hội này để tìm cho mình người tâm đầu ý hợp, đừng quá đặt nặng các tiêu chuẩn và gây khó khăn, áp lực cho chính bản thân mình. Bản mệnh có thể đi từng bước một, bắt đầu bằng việc làm bạn và tìm hiểu về nhau, trước khi đi đến mối quan hệ sâu hơn. Đầu tuần, vận trình công danh, sự nghiệp khá thuận lợi, các kế hoạch tiến hành trôi chảy, song càng về cuối tuần thì vận trình càng sa sút, bản mệnh nên tập trung nhiều hơn vào công việc của mình. Thương quan cho thấy, tuổi Giáp Thìn đang có nhiều mối tập trung khác, thay vì chú tâm vào việc mình đang làm. Quý nhân, Mão, Ngọ, tiểu nhân, Mùi, Thân. Màu sắc may mắn, nâu, vàng. Con số may mắn, 508104. 2. Tử vi 10 ngày giữa tháng 5 âm lịch. Người tuổi Giáp Thìn trong tử vi tuần mới hung cắt đan sen, song nổi bật lên là ngũ quỷ hung tinh nhập cục, khiến cho bản mệnh gặp phải nhiều khó khăn trong công việc. Bản mệnh vốn dĩ đạt được nhiều thành công, khi mà ấn quan tương hợp và nâng đỡ cho con giáp này. Tuy nhiên, thành công đến quá nhanh cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi, khi mà bản mệnh bị kẻ tiểu nhân ghen ghét và tìm cách phá hoại vận trình sự nghiệp vốn đang phát triển của mình. Nếu không chỉnh chu hơn trong cách làm việc để hạn chế những lỗ hổng sai sót, thì có thể bản mệnh sẽ phí hoài công sức bấy lâu nay. Đầu tuần là thời điểm con giáp này nên tiến hành việc cầu tài, bởi khi ấy cát khí vượng sẽ có lợi cho việc cầu tài lộc của bản mệnh. Tuổi Giáp Thìn dễ dàng phát tài phát lộc trong khoảng thời gian này, song vận thế xoay vần, càng về cuối tuần, việc kiếm tiền càng khó khăn, nên cố gắng nhiều hơn để đảm bảo mức phát triển. Về chuyện tình cảm, mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ khi mà người tuổi Giáp Thìn chưa thực sự xác định được tình cảm của mình. Khi thì bản mệnh thấy siêu lòng trước người ấy, khi lại cảm thấy có điều chưa thực sự phù hợp, mối quan hệ không được bền vững và có thể tan biến bất cứ lúc nào, cần thời gian để chứng minh tất cả. Quý nhân, Dậu, Hợi. Tiểu nhân, Tý, Mùi. Màu sắc may mắn, vàng, hồng. Con số may mắn, 46-13-95. 3. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Giáp Thìn cho thấy, con giáp này trong cuối tháng này có thể sẽ gặp nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp, nhất là nữ mệnh. Ban đầu cũng có một vài trục trặc khi mà thương quan khiến cho bản mệnh phân tâm và lơ là công việc. Song tuổi Giáp Thìn nhanh chóng nhận thức được sai lầm và biết mình phải làm gì để đạt được mục tiêu đã định. Thái âm cát tinh phù trợ, giúp cho bản mệnh vượt qua thời điểm khó khăn, trông chênh về cảm xúc, tạo thêm quyết tâm cho con giáp này phấn đấu và tiến bước không ngừng trên con đường sự nghiệp. Trong tuần tài lộc về không ít, bản mệnh khá dễ dàng khi tìm kiếm cơ hội kiếm tiền cho mình. Tuy nhiên, dường như tài lộc đến quá dễ dàng, khiến cho tuổi Giáp Thìn thiếu trân trọng đồng tiền mình kiếm được, có thể phung phí tiêu xài. Kiếp tài chiếu mệnh cho thấy, nếu bản mệnh không nhanh chóng cải thiện điều này, thì tiền vào cửa trước tất ra cửa sau. Bản mệnh đang có vài vấn đề khúc mắc về chuyện tình cảm, không có mâu thuẫn gì quá lớn, chỉ là tình cảm thăng trầm bất định, khiến cho tuổi Giáp Thìn thiếu cảm giác an toàn và e sợ sẽ vụt mất hạnh phúc đang có trong tay. Căng thẳng nắm giữ càng khiến cho nỗi lo sợ tăng lên. Quý nhân, Dần, Mùi. Tiểu nhân, Hợi, Mão. Màu sắc may mắn, tím, đen. Con số may mắn, 62-37-79. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, tháng 5 âm lịch 2024. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm được những người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài, vượng lộc, thu hút may mắn.
và người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Tý. Chuột và rồng có thể nói là cặp đôi gần như hoàn hảo. Cả hai tuổi này đều thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Chuột thông minh, nhanh nhẹn, luôn mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh. Còn nét dũng mãnh cộng với sự thông minh của rồng cũng khiến mọi người khâm phục và nhớ mãi về cách ứng xử rất nhiệt thành. Đôi khi hai tuổi này có thể có mâu thuẫn nho nhỏ, nhưng những rắc rối này lại được hóa giải rất tự nhiên, hài hước và không khí lại trở nên ôn hòa như bình thường. Khi là một cặp uyên ương, Tý và Thìn có sức hút lẫn nhau rất lớn, cả hai đều có nguồn sinh lực dồi dào để cùng nhau khám phá cuộc sống. Còn khi là những người bạn hay đối tác làm ăn, họ cũng kết hợp rất khớp với nhau, chuột đủ khôn ngoan và sắc sảo để dành cho rồng vị trí của người tiên phong. Với cách này, rồng sẽ phát huy được hết năng lực và sự tài ba của mình, họ sẽ cùng nhau xây dựng một vương quốc phát triển và thịnh vượng. 2. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Sửu. Tuổi Sửu và tuổi Giáp Thìn có thể kết hợp rất ăn ý nếu họ có chung mục tiêu. Người cầm tinh con rồng dữ dội, mãnh liệt, ngược hẳn với người tuổi Trâu nhút nhát và khá nghiêm túc. Trong các cuộc tụ tập hay các hoạt động xã hội, thường ít khi xuất hiện tuổi Trâu, nhưng các công chuyện liên quan đến gia đình hay trách nhiệm với bạn bè thì Trâu luôn xuất hiện rất đúng lúc. Chính vì vậy, tuổi Giáp Thìn rất nể tuổi Sửu. Tuy nhiên, tuổi Giáp Thìn vốn gan dạ và ít sợ sệt kia, rất khó thay đổi, mặc cho tuổi Trâu phàn nàn hay không vừa ý. Trong mối quan hệ làm ăn, hai con giáp này góp phần tạo nên một tập thể khá vững chắc. Tuổi Giáp Thìn khá nhạy bén trong chuyện kiếm tiền, nhưng không vì vậy mà coi tiền hơn tất cả. Tuổi Trâu tâm phục khẩu phục tuổi Rồng về đặc điểm trên và thành tâm hết sức để cùng tuổi Rồng xây dựng tập thể chung. 3. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Dần. Mâu thuẫn nảy sinh giữa hai con giáp này là quyền lực. Tuổi Giáp Thìn thích chịu trách nhiệm làm hết mọi việc, con người, công việc để khẳng định mình. Tuy nhiên, tuổi Dần lại thích quyền tự trị. Mâu thuẫn là ở chỗ đó. Bởi vậy, giữa hai tuổi này thường xuyên xảy ra cãi vã và tranh chấp. Khi là đối tác làm ăn, hai con giáp này rất khó hòa hợp bởi họ luôn tranh giành quyền lực với nhau. Ai cũng muốn làm việc theo cách riêng của mình và cho rằng đó là cách tốt nhất. Tuổi Giáp Thìn phải lựa nhiều để có thể trở thành đối tác của Dần. Ngược lại, Dần cần phải học cách để chia sẻ và làm theo mục đích chung, chứ không thể chỉ làm theo cách riêng của mình. 4. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Mão. Mão và Thìn dường như có những tính cách đối lập nhau, nhưng thực tế hai tuổi này lại hỗ trợ đắc lực và bổ sung cho nhau. Tuổi Giáp Thìn mạnh mẽ, dũng cảm và thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Tuy nhiên, hơn bất kỳ con giáp nào, tuổi Mão rất hiểu cả những điểm mạnh và điểm yếu của người tuổi Giáp Thìn. Khi là đối tác làm ăn, hai hành tinh này sẽ tạo thành một tập thể làm ăn phát đạt với điều kiện cả hai cùng chung sức, chung lòng. Tuổi Giáp Thìn sẽ đảm nhiệm các công việc liên quan đến vật chất và tài chính. Còn những ý tưởng sáng tạo thì cả hai cùng góp sức, nhưng tuổi Rồng vẫn giữ vai trò là người lãnh đạo. Điều này tuổi Mão hoàn toàn hài lòng. 5. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Giáp Thìn. Hai tuổi Giáp Thìn kết hợp với nhau có nghĩa là sự tổng hợp của may mắn, trí tuệ và lòng dũng cảm. May mắn rất hay gõ cửa, ghé thăm người tuổi Rồng cả trong tình yêu, tài chính và công việc. Có rất nhiều việc, hai người cùng con giáp này có thể kết hợp với nhau để tạo thành một tập thể vững mạnh. Khi là đối tác kinh doanh, vấn đề tồn tại rất lớn giữa hai con giáp này, đó là chuyện tranh giành quyền lực. Tuổi Rồng nào cũng muốn quyền lực thuộc về mình, hai người cùng con giáp này phải cùng làm việc để tìm lại cân bằng. Vốn dĩ tuổi Rồng có khả năng lãnh đạo, có nhiều sáng kiến, nhưng hai người cùng làm việc thì việc lập kế hoạch lại chưa ổn lắm. Tuy nhiên, khi có rắc rối, cả hai kết hợp với nhau rất hiệu quả và sáng tạo. Nơi làm việc của hai người sẽ khá năng động và hiện đại. 6. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Tỵ. Thìn và Tỵ có thể trở thành một cặp ăn ý. Nếu người này biết được thói quen và động lực của người kia, hai hành tinh này đều sexy và cuốn hút nhưng theo cách khác nhau. Tuổi Giáp Thìn thường nổi bật trước đám đông và giàu năng lượng hơn tuổi Tỵ. Cách tiếp cận của hai con giáp này với cuộc sống khá khác nhau, nhưng không hoàn toàn là trái ngược hẳn nhau. Người cầm tinh con rắn thường dựa vào trực giác hơn là các hiện tượng khách quan để đánh giá sự vật hiện tượng. Còn người cầm tinh con rồng thường dựa nhiều vào may mắn và biết cách tận dụng lợi thế và cơ hội. Nếu là đối tác kinh doanh, Thìn và Tỵ rất hợp nhau. Tuổi Tỵ sẽ là người tổ chức, lập kế hoạch và khá may mắn trong chuyện tiền bạc. Trong khi đó, tuổi Giáp Thìn là người thích hợp nhất để biến những kế hoạch của tuổi Tỵ thành hiện thực. Bởi vậy,
tổ chức mà hai tuổi này cùng tham gia sẽ làm ăn rất hiệu quả. 7. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Ngọ. Về phương diện tinh thần, họ đều trân trọng những giây phút thăng hoa và luôn mỉm cười đón chào ngày mới. Cả hai đều không có ý định ổn định lâu dài và tất nhiên người tuổi Ngọ có vẻ mải chơi hơn. Trong làm ăn, ngựa và rồng sẽ có khối việc để làm. Nếu lập công ty chung, công ty của họ sẽ liên tục phát triển. Bản chất tuổi Ngọ là rất hay bay nhảy và không tập trung làm việc gì tới nơi tới chốn, và chính người tuổi rồng sẽ giúp họ tìm được sự hứng khởi trong những công việc tưởng như nhàm chán. Nhìn chung, tuổi rồng thì may mắn trong kinh doanh, tuổi ngựa lại có tài làm ăn, họ chắc chắn sẽ tạo nên một đế chế thịnh vượng. 8. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Mùi. Thìn và Mùi có thể giao tiếp cởi mở với nhau, nhưng sức bền trong mối quan hệ của đôi bạn này phụ thuộc chủ yếu vào sức chịu đựng của tuổi Mùi trước tính cách mạnh mẽ và ham chơi của Thìn. Vấn đề là ở chỗ, Mùi sống khá độc lập và không thích nghe lệnh của người khác, trong khi đó thì tính cách mạnh mẽ, thích ra lệnh và chỉ huy. Bởi vậy nên khi người tuổi Mùi không thể chịu đựng được nữa, thì mâu thuẫn giữa hai con giáp này sẽ xảy ra. 9. Tuổi Giáp Thìn với tuổi Thân. Tiếng cười sẽ luôn rộn rã bên cặp đôi Thìn và Thân, bởi họ có hàng tá những điểm chung. Cả hai đều có năng lượng rất dồi dào, tinh thần lạc quan và thích các hoạt động vui vẻ như tiệc tùng, tụ tập, vân vân. Thân thích theo đuổi sở thích của mình, nhưng không làm phật lòng Thìn, bởi cả hai đều sống thoáng và vui vẻ. Tuy nhiên, cả hai đều có tính cách mạnh mẽ và dễ nổi nóng. Khi Thìn và Thân cùng làm ăn với nhau, họ sẽ sẵn sàng đón nhận những thách thức, bởi bản chất của họ vốn ưa mạo hiểm. Họ thường khuyến khích nhau cùng tìm ra những hướng mới cho công việc kinh doanh. Thìn rất may mắn về tài chính và có vẻ như làm việc chăm chỉ hơn Thân. Đó có thể là may mắn của Thân khi được làm việc với Thìn. 10. Tuổi Giáp Thìn và tuổi Dậu. Thìn và Dậu dường như đối lập nhau về bản chất, trong khi thì mạnh mẽ và sôi động, có lúc bốc đồng, thì Dậu rất thực tế và thậm chí bảo thủ. Trong khi Thìn hành động theo cảm tính, thì Dậu làm việc gì cũng dựa trên kế hoạch, thỉnh thoảng thì có thể mang đến cho Dậu không khí thoải mái, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào cảm hứng của tuổi Giáp Thìn. Khi Thìn và Dậu cùng làm ăn với nhau, hai con giáp này sẽ xây dựng một tập thể vững mạnh và liên tục phát triển. Đó là nhờ những may mắn của tuổi Giáp Thìn và sự sáng tạo, đức tính cẩn mẫn, tỉ mỉ của Dậu. Thìn chính là người sẽ mang những điều bất ngờ, tiền và nguồn khách hàng dồi dào đến cho công việc kinh doanh của hai người. Về phía Dậu, Dậu sẽ là hậu phương vững chắc, lập kế hoạch và quản lý tài chính. Cả hai con giáp này đều trung thực, nên họ rất tin tưởng lẫn nhau và cùng lái con thuyền kinh doanh của họ tới những bến bờ của sự thịnh vượng và phát triển. 11. Tuổi Giáp Thìn và tuổi Tuất. Tuổi Tuất là một trong những tuổi có cách ứng xử linh hoạt nhất trong các con giáp và hầu như có thể chơi được với hầu hết các con giáp khác. Nhưng với Thìn thì Tuất phải cố gắng rất nhiều. Sớm hay muộn thì hai con giáp này cũng nảy sinh mâu thuẫn do bản chất khác nhau. Nếu hai hành tinh này có quan hệ làm ăn với nhau, họ sẽ làm việc hết sức để bảo vệ người kia và bảo vệ công ty. Tuy nhiên, điều kiện ở đây là họ phải hiểu được mục tiêu của nhau. Tuất làm việc chăm chỉ và biết cách phân bổ thời gian. Hai đức tính này làm Thìn rất hài lòng. Thìn rất may mắn với chuyện tiền bạc, nhưng Tuất đôi khi vẫn cảm thấy hơi mạo hiểm khi làm việc với con giáp này. 12. Tuổi Giáp Thìn và tuổi Hợi. Thìn và Hợi là những người bạn, người tình tuyệt vời. Tuổi Giáp Thìn dũng cảm và thích sống độc lập và tin vào tình yêu. Còn tuổi Hợi rất nhẹ nhàng và sống tình cảm. Với Hợi chẳng có gì quan trọng hơn, gia đình và bạn bè. Hợi rất quan tâm tới chuyện ăn uống, chuyện tình cảm và công việc gia đình. Mặc dù Thìn không hứng thú lắm với việc quanh quẩn bên gia đình, nhưng hai con giáp này biết cách tạo sức hút để luôn quấn quýt bên nhau. Trên thực tế, Hợi không hề lười khi tin vào mục tiêu của mình. Nếu hai con giáp là các đối tác làm ăn thì nên với năng lượng dồi dào và đầy ý tưởng sáng tạo sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến, thúc đẩy quá trình kinh doanh liên tục đi lên. Thìn vốn là con giáp ưa mạo hiểm và thường gặp may mắn, còn Hợi thì rất vui vẻ thực hiện mục tiêu chung của hai người dưới sự lãnh đạo của Thìn, bởi Hợi vốn thích thú chăm sóc những người hoặc công việc mà mình yêu thích. Cả hai hành tinh đều rất trung thành và tin tưởng lẫn nhau. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, không ít người trong cuộc sống cảm thấy bất công vì không được đối xử tốt hoặc hay bị người khác hắt hủi, chê bai. Điều này có thể vì chính họ đã từng gieo rắc điều tương tự với mọi người từ trong quá khứ hoặc trong những kiếp trước. Cách ta cư xử với người khác, nhất là những người ở vị thế kém may mắn hơn, thể hiện khá rõ tính con người mình. Có người tỏ ra khinh bỉ, tránh xa họ, nhưng ngược lại,
một cử chỉ yêu thương hay một câu nói đồng cảm có thể để lại ấn tượng tốt đẹp, không bao giờ phai. Do đó muốn mọi người hiền hòa, vui vẻ, tốt bụng với mình, thì trước tiên ta cũng phải dành những điều tốt đẹp đó cho họ trước đã. Từ câu chuyện trên có thể thấy, dù là với bất cứ ai, con người hay động vật, chúng ta cũng phải đối xử tốt, không nên phân biệt đối xử, hãy cứ sống tử tế, ta sẽ gặp nhiều người tử tế. Dù bạn là ai, hãy chọn cho mình nguồn năng lượng đúng đắn để lan tỏa. Khi chọn cho mình nguồn năng lượng tích cực, khả năng dẫn dắt cũng như các mối quan hệ của bạn cũng cải thiện một cách đáng kể. Đừng suy nghĩ mọi chuyện quá phức tạp rằng, nếu ta giúp mà họ không giúp lại ta thì sao? Hãy cho đi với tâm thế vô tư, thoải mái, với sự tử tế trong cách ứng xử ở mọi tình huống, bạn có thể khởi đầu và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp và sống một cuộc đời hạnh phúc. Cần nhớ rằng, việc sống tử tế với mọi người còn quan trọng hơn là chuyện phân tích đúng sai. Có phải do sự khát khao luôn luôn đúng đã trở thành một quan niệm cố hữu trong tâm trí mỗi chúng ta, nên không ít người đã sẵn sàng làm tổn thương người khác chỉ để khẳng định rằng mình đúng. Đức Phật đã dạy rằng, đôi khi trở nên tử tế sẽ tốt hơn là trở nên đúng đắn. Chúng ta không cần đến một đầu óc thông minh để nói, mà cần một trái tim kiên nhẫn, biết lắng nghe. Nhưng theo lời Phật dạy, về cách lắng nghe không đơn giản chỉ là vài ba âm thanh quen thuộc, đó còn là sự nhạy cảm, thấu hiểu. Điều quan trọng không chỉ là thông cảm hay thương hại người khác, mà là hiểu được họ đang trải qua điều gì. Thấu cảm đóng vai trò quyết định, đôi khi chỉ vài câu động viên đúng lúc có thể mang lại cho họ sức mạnh để tiếp tục. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.